Năm mới mình chúc cả nhà mình á thì dồi dào sức khỏe nha, được nhiều niềm vui hạnh phúc bên gia đình và bên những người thân yêu nha. Nào mình quay ông lại cho cả nhà xem nha. Đây cả nhà. Con ong này thì nó mới về thì nó đóng cũng nhỏ. Ngồi ở đây thấy cũng mặt nó cũng thơm thơm nha. Con ong năm rồi thì mình bắt nó hiền. Năm nay thì không biết nó có giữ không. Cái bài kèo cũng cỡ mét cả nhà. Rồi tiến hành mình bắt cho cả nhà xem. Ong ruồi năm nay thì nó về trễ cả nhà, không có mặt gì chứ. Mình bắt mấy ổ khô cho mình không có quay. Ô mặt này không biết nó có mặt nhiều không nữa. Sợ tháng này nó chưa đủ bông nó khô mặt cả nhà. Rồi tiếng hai mình lụm nó nha. Mặt đẹp cực kỳ luôn á. Rồi tiếp tục mình đi kiếm những kèo khác nữa cả nhà ơi.